lo lo cái đẹp.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
thi khởi nghiệp giả lập dành cho học sinh trung học và phổ thông toàn thế giới đã tổ chức từ năm 10 năm nay, và giải thưởng lớn nhất lên tới 30.000 đô và cơ hội học tại Đại học Harvard. Chi tiết về chương trình, xin các bạn vui lòng và đến gian hàng thông tin CA để nhận được sự hỗ trợ và hiện đại hơn. Và một lần nữa thì xin được gửi lời kính chúc cho quý vị đại biểu quý ông khác được nhiều nhà sức khỏe. Chúc cho chương trình lễ hội thanh niên của chúng mình thành công tốt đẹp. Cảm ơn những chia sẻ rất từ chị Gia Nguyễn và chương trình ngày hôm nay ạ. Và kính thưa các bạn quý vị, như vậy thì rồi chúng ta đã đến với rất nhiều những tiết mục vô cùng thú vị của lễ hội, và những ngày tiếp theo chúng ta sẽ còn rất nhiều những hoạt động để có thể mang đến cho quý vị về thư giãn và hiệu ứng kỷ niệm khi nhắc đến lễ hội thanh niên thành phố Thủ Đức. Còn bây giờ chúng ta xin mời quý vị sẽ cùng đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay với phần trình bày concert của nhóm Tiên Kim Em. Bốn đại học đến từ đơn vị phường Long Bình với một tiết mục gửi đến cho tất cả quý vị, vâng, rất yêu lời ạ. Vâng, sức mạnh đen đô mà một cái bóng đen thật lớn cho trung học quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.